truyền Bến Tre. Thưa quý vị và các bạn, cây bồ công anh là loài thực vật khá gần gũi và thân quen với nhiều người bởi sự có mặt ở hầu hết mọi nơi. Thực tế, khá nhiều người lầm tưởng đây chỉ là giống cỏ dại ven đường mà không hề biết cả rễ, thân, lá và hoa bồ công anh là nguyên liệu trong những bài thuốc cổ phương để giải quyết nhiều vấn đề sức khỏe khác nhau. Vậy bồ công anh có những công dụng đặc biệt nào đối với sức khỏe? Trong chương trình Cây thuốc quanh ta ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn sẽ cùng tìm hiểu về loại thảo dược này nha. Và trước khi gặp gỡ diễn giả của chương trình, chúng ta hãy cùng theo dõi một tiểu phẩm ngắn sau đây. Làm gì mà bổ sợ, ai ăn hết của ai sơ mà ngồi con thở vắng thở dài vậy con. Ông anh nha, con nấu cơm nấu nước gì chưa? Cơm nước thì tặng rồi chú ơi. Úi trời đất ơi, nhỏ này nay nói chuyện với tía nó y như hai thằng bạn nói chuyện với nhau. Lạ. Thì bây giờ tía muốn ăn gì tía vô tía nấu đi. Ông ấy đi chạy ra bà tám rồi đường đường đi ăn phở đi. Có không dựng ăn không vô. Trời đất ơi. Mà nè, nói cho tía nghe đi, có chuyện gì buồn phải không? Con buồn. Kỳ kỳ vậy. Có gì thì nói cho tía nghe, thấy không? À, hay là thằng chồng con nó có bồn nhí phải không? Trời ơi, nó cũng hờn như vậy nữa tía. Trời ơi, chết rồi. Coi chừng mà nó có con rơi con rớt nữa là không có được đó nghe không? Tía ơi. Gì vậy? Hơn như vậy nữa, trời ơi, bây giờ con khổ lắm. Con gái của tía. Thôi rồi tía. Thôi. Thôi rồi. Thôi. Hay đứa bay thôi rồi. Trời đất ơi, vậy mà xấu hổm rài không nói cho tía biết. Bởi vậy hèn chi nó về nó ở đây hổm rài. Lắm mà. Ủa tía nói gì vậy tía? Thì đó, con thôi chồng con rồi con về con ở đây luôn nè, hổm rài nè. Ủa trời không phải. Ông có con, vợ chồng con là đang bình thường. Dạ. Mà cái người không có bình thường là con nè. Sao vậy? Nói tía nghe thôi. Hôm qua con đi khám bác sĩ mới nói con là con bị tiểu đường. Trời ơi. Đó, tí thấy không? Bây giờ chết con rồi còn gì nữa. Tiểu đường. Tiểu đường. Trời tí ơi tí, tiểu đường có chết không tía? Trời ơi, nếu mà tiểu đường, vậy là từ nay về sau con không được ăn chè nữa hả? Con không được uống trà sữa nữa hả? Tía. Không lẽ nào con được ăn chuối đập bờ hồ nữa hả tía? Trời ơi, con nhỏ này tới bệnh hoạn mà nó có cái tâm hồn ăn uống thấy sợ luôn. Vậy chứ con hỏi tía nè, bây giờ sống trên đời mà mình không được làm những gì mình thích, mình không được ăn uống thì mình chết con sướng hơn. Không có cái gì mà con phải lo hết trơn. Đây nè, nghe tía nói nè, nhà mình có cái cây bồ công anh. Con ra ngoài sau á, con chặt cái cây con phơi khô rồi con nấu nước con uống hàng ngày á, hen, nó giúp hỗ trợ bệnh tiểu đường hay lắm. Sao vườn nhà mình? Ủa vậy cái đám rậm rậm đó là cây bồ công anh hả tía? Thôi rồi tía ơi, thôi. Con nói thiệt cái tía nha. Cái vườn của tía hả, không có mà trồng không có dọn dẹp phát quang gì hết trơn, nó vô đó là lỡ mà rắn độc nữa, nó xỉa một cái rồi là trời ơi, tiểu đường còn đợi chữa được chứ mình lỡ rắn độc cắn một cái là thôi. Không biết hồi đó tôi đẻ con hay đẻ anh thỏ. Bởi vì nó nhát khích rồi cái gì nó cũng lo cũng sợ hết trơn á. Tía đẻ ra một đứa con gái đẹp như vậy, dễ thương như vậy mà tía nói đẻ thỏ. Không giống tía chứ bộ. Không giống tía à. Con với tía gặp lại y như số 10. Bay giống ông hàng xóm thì có. Ôi con chưa thấy ai mà thấy con gái mà giống con sớm mà tía ngồi đó mà tía cười tía thản nhiên vậy luôn á. Thì tía chọc cho con vui lên cho con bớt buồn, thấy không? Đây nè, chứ thiệt là bày giống y chang như má bày vậy đó.
bà cũng nhát khích vậy đó hà. Ôi bệnh tiểu đường mà tiểu nói nè, đi chơi có sao hết trơn á, lấy cây bồ công anh nó nóng được uống đi con. Thiệt hả thế? Ừ. Nhưng mà lỡ rắn cắn rồi sao thế? Rắn cắn hả? Lấy lá bồ công anh cắt vô luôn. Trời đất ơi, tiếng nó chơi hoài. Bộ cái bộ công anh chữa rắn cắn được hả? Ừ, đây nè. Sau khi mà lấy cái nọc độc ra, thấy không? Dạ. Rồi là lấy cái lá bồ công anh giả nát, bỏ ít muối, đắp vô. Vậy là ổn. Ổn không tía? Ổn. Mà tía, bây giờ coi như cái chuyện tiểu đường đó là coi như bây giờ là ổn đi ha. Tạm tin là được đi. Rồi. Nhưng mà con nói thiệt chứ tía, chưa có hết rầu, có một rầu nhiều cá dữ lắm. Còn gì nữa? Tự nhiên dạo gần đây con đau nhức mình mấy. Con giảm cân một cách lạ lùng luôn tía. Hồi trước con đâu phải vậy. Con sợ, con đang sợ con có khi nào con bị ung thư không tía? Đừng có nói thầm bậy, tào lao không à. Dạo này con ăn uống không có ngon, bình thường ăn 5 chén cơm luôn á, bữa nay còn có 4 chén à. Đây nè, để tí nói cho con nghe, cái cây bồ công anh đó, rồi kể cả lá nữa, thấy không? Nó còn giúp hỗ trợ trị bệnh là ung thư được luôn đó con. Trời đất ơi, cái gì mà bệnh gì ra cũng chữa được luôn hả tía? Ôi ơi tía ơi, tía nói đúng không nha? Thì tía nghe người ta nói. Tía đừng có an ủi con mà tía nói vậy nha. Cái gì mình chữa trị cũng phải có cơ sở đàng hoàng. Đó. Chứ chữa tầm bậy là tiêu luôn á tía. Tía nghe người ta nói, rồi tía thấy được rồi tía mới là giữ lại trong một vườn bồ công anh ở sau nhà mình. Nghe tía nói con cũng mừng á. Ờ. Vậy là cái bồ công anh có nhiều tác dụng kiểu gì đó. Nhưng mà không được tết. Sao? Để con cũng phải đi hỏi thăm lại. Phải hỏi thăm lại cho tía. Nhỏ này nó bự con vậy mà nhát thấy sợ. Đúng là thỏ. Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với phần trò chuyện cùng diễn giả trong chương trình Cây Thuốc Quanh Ta ngày hôm nay. Xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn diễn giả của chương trình, bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Thanh Soàn, Bệnh viện Y học cổ truyền Bến Tre. Dân Khánh Trình chào bác sĩ ạ. Xin kính chào khán giả của đài truyền hình. Dân, thưa bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Thanh Soàn, với chủ đề của chương trình hôm nay là bồ công anh, thì cho Khánh Trình hỏi là bồ công anh có tên gọi khác là gì hay không, và nó có bao nhiêu loại, loại nào dùng để điều trị bệnh, bác sĩ chia sẻ thêm đến quý khán giả xem lại được không ạ? Bồ công anh thì còn gọi là cây bồ nóc hay là cây giếp dại. Bồ công anh có khoảng 3 loại. Thứ nhất là bồ công anh Việt Nam mình thì nó có bông màu vàng, lá thì hình răng cưa thì nó cao khoảng 1 mét, cũng có thể dùng làm thuốc. Ngoài ra thì có bồ công anh của Trung Quốc thì cây lùn hơn, thấp khoảng 60cm, qua màu vàng. Ngoài ra thì còn có cây gọi là cây chỉ thiên thì ít sử dụng làm thuốc hơn. Bộ phận dùng làm thuốc thường bồ công anh mình lấy thân và rễ. Yeah. Thưa bác sĩ, bồ công anh có hỗ trợ điều trị được triệu chứng đau dạ dày hay không? Và nếu có thì cách sử dụng ra sao ạ? Bồ công anh thì thường nó có tác dụng là thanh nhiệt giải độc và bổ tỳ vị. Do đó thì trong tác dụng của bồ công anh có điều trị bệnh dạ dày thì mình có thể sử dụng 20-40g bồ công anh nấu nước với lại nghệ. Sau đó thì mình uống hàng ngày trong khoảng 10 ngày liên tục. Yeah. Thưa bác sĩ, bệnh tiểu đường là một căn bệnh mà hiện nay nhiều người khá là lo lắng. Và trong tiểu phẩm vừa rồi thì Khánh Trình thấy là có đề cập đến việc là sử dụng bồ công anh để hỗ trợ điều trị được bệnh tiểu đường. Thì không biết thông tin này có đúng không? Bồ công anh cũng có thể hỗ trợ bệnh lý tiểu đường. Thì mình thường sử dụng dưới dạng trà. Trà bồ công anh thì nó cũng có thể bán ngoài thị trường, hoặc là mình hái bồ công anh vô, mình phơi khô và sau đó thì mình hãm thành trà uống. Dạ. Yeah. Còn trong trường hợp mà Khánh Trình nghe nói là khi mà bị rắn cắn, chúng ta có thể dùng lá bồ công anh để đắp vào vết thương, thì không biết thông tin này đúng không bác sĩ? Khi mà có vết thương thì mình cũng thể giả nát bồ công anh để mình đắp lên vết thương. Ngoài ra khi mà rắn cắn thì nói chung là những cái loại rắn thường thì mình đắp lên để nó thanh nhiệt giải độc. Còn những cái loại mà rắn độc thì mình phải sử dụng huyết thanh. Dạ. Yeah. Trong tiểu phẩm ngắn vừa rồi thì Khánh Trình có để ý một chi tiết là các nhân vật có nhắc đến điều trị, hỗ trợ điều trị ung thư. Thì bồ công anh có hỗ trợ được hay không bác sĩ? Bồ công anh có tác dụng là thanh nhiệt giải độc. Một số có tác dụng giống như là hỗ trợ điều trị ung thư như ung thư vú.
Còn với điều trị mà ung thư thì nói chung là chưa có nghiên cứu thực nghiệm để điều trị ung thư. Dạ. Ngoài những công dụng hỗ trợ điều trị những căn bệnh mà bác sĩ chia sẻ, thì không biết là bồ công anh còn hỗ trợ điều trị được những cái bệnh nào khác không bác sĩ? Do cái tác dụng kháng viêm trong cái bồ công anh á, do đó thì bồ công anh có thể là trị mụn nhọt. Mình có thể đắp lên những cái mụn hoặc là những cái vết thương. Ngoài ra thì trong những trường hợp mà viêm tuyến vú mà tắc tia sữa thì cũng có thể cho uống để hỗ trợ để tăng tiết sữa. Vâng. Khi sử dụng bồ công anh thì chúng ta cần có những cái lưu ý nào khi sử dụng loại thảo dược này bác sĩ? Thì bồ công anh thì có tác dụng mà lợi tiểu nên nó sẽ khi mình uống nhiều nó sẽ mất kali. Hoặc là những trường hợp mà phụ nữ mang thai thì mình hạn chế sử dụng bồ công anh. Vâng. Xin được cảm ơn những thông tin từ bác sĩ. Quý vị và các bạn thân mến, hy vọng rằng với những chia sẻ từ bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Thanh Soàn, Bệnh viện Học Cổ truyền Bến Tre đã phần nào giúp quý khán giả có thêm những thông tin cần thiết để có thể áp dụng một cách hiệu quả nhất bồ công anh trong điều trị bệnh, cũng như là lựa chọn những sản phẩm phù hợp quý khán giả nhé. Đến đây thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Thay mặt nhóm thực hiện chương trình, xin được cảm ơn bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Thanh Soàn đã tham gia chương trình hôm nay ạ. Đến đây thời lượng dành... Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý trong vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé. Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý trong vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé. Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý trong vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé. Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý trong vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé. Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý trong vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé. Quảng cáo sẽ xuất hiện sau 3 giây. Giới thiệu tới bạn ứng dụng kiểm tra tình trạng sức khỏe, dự đoán ngày sinh, dự đoán giới tính của con và nhiều tính năng hữu ích khác trên điện thoại di động và máy tính bảng. Ứng dụng hoàn toàn miễn phí và an toàn khi sử dụng có tên là Happy Life. Ứng dụng gồm các tính năng sau: tính năng đo chỉ số sức khỏe BMI hay Body Mass Index. BMI chính là chỉ số cơ thể được các bác sĩ và các chuyên gia sức khỏe sử dụng để xác định tình trạng cơ thể của một người nào đó có bị béo phì, thừa cân hay quá gầy hay không. Thông thường, người ta dùng để tính toán mức độ béo phì. Ứng dụng này thay cho các loại cân y tế điện tử. Bạn chỉ cần nhập vào chiều cao và cân nặng của bạn. Ứng dụng sẽ tính toán và khuyến cáo tình trạng sức khỏe của bạn. Tính năng đo chỉ số WSA hay tỷ số bụng và mông là tỷ số giữa vòng bụng hoặc eo và vòng mông của bạn. Dùng phương pháp này, có thể biết được mỡ của bạn chủ yếu tập trung ở bụng hay ở mông. Cách làm là dùng thước vải bao quanh thắt lưng qua rốn để đo được vòng bụng. Bao quanh mông ở nơi to nhất để đo vòng mông. Sau đó bạn nhập thông tin vào ứng dụng. Nếu chỉ số WSA của người đàn ông lớn hơn 1,0 và chỉ số WSA của người phụ nữ lớn hơn 0,8, có nghĩa là nguy cơ mắc bệnh của người ấy tăng. Tính năng dự đoán ngày sinh con dựa trên ngày thấy kinh lần cuối của mẹ.
và nhiều tính năng khác sẽ được cập nhật trong các phiên bản tiếp theo. Ứng dụng hoàn toàn miễn phí và an toàn khi sử dụng có tên là Happy Life. Cài đặt ứng dụng qua mã QR code trong clip hoặc như hướng dẫn trong clip. Website happylife.dvms.vn. Fanpage happylife.dvms.